Thưa quý vị, giữa những guồng quay hối hả của cuộc sống thì bất cứ ai cũng đều mong muốn được trở về một ngôi nhà ấm cúng với không gian khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên và tận hưởng dịch vụ tiện nghi. Đây cũng chính là nơi mỗi người được thỏa mãn những cung bậc cảm xúc, khát khao chinh phục những giá trị sống hoàn hảo. Nếu như quý vị còn đang băn khoăn trong việc lựa chọn một căn hộ lý tưởng cho cả gia đình, thì ngay bây giờ Phương Linh xin mời quý vị cùng trải nghiệm không gian sống đẳng cấp Sunshine City Sài Gòn vừa ra mắt thị trường vào cuối năm 2018 nhé. Tọa lạc tại quận 7, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Sunshine Group, tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và vận hành dự án, đồng thời mang đến cho cư dân một hệ sinh thái Sunshine trọn vẹn, bao gồm cả giáo dục, thương mại, dịch vụ, giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2018 vừa qua, với hành trình kiến tạo lối sống mới cùng tham vọng thay đổi diện mạo đô thị khu vực phía Nam, Sunshine City Sài Gòn đã khẳng định vị thế của mình bằng những lợi điểm và tiềm năng vượt trội, đặc biệt thể hiện qua thiết kế căn hộ cùng những dịch vụ tiện ích đi kèm. Và bây giờ Phương Linh xin mời quý vị cùng trải nghiệm không gian đáng sống tại Sunshine City Sài Gòn. Quý vị đang nhìn thấy trước mắt chúng ta là hệ thống kính Louis chạm sàn. Hệ thống kính này sẽ được trang bị toàn bộ mặt ngoài các căn hộ Sunshine City Sài Gòn, mang đến một không gian lý tưởng với tầm nhìn panorama khoáng đạt và những trải nghiệm vô cùng thú vị. Louis là loại kính có chất lượng và giá thành cao nhất hiện nay, mới chỉ được số ít các chủ đầu tư bất động sản có tên tuổi trên thị trường sử dụng. Kính có kết cấu nhiều lớp cách âm, cách nhiệt bằng các vật liệu vô cơ với kích thước nano, có khả năng ngăn chặn chọn lọc các tia bức xạ nhiệt từ mặt trời, giảm thiểu sự truyền nhiệt, kiểm soát năng lượng mặt trời truyền qua kính hiệu quả. Tại dự án Sunshine City Sài Gòn, chủ đầu tư đã sử dụng hệ Unity cho việc bao kính toàn bộ tòa nhà. Đây được coi là hệ tốt nhất trong ba hệ của kính hợp Louis với tính năng ưu việt. Các tấm kính có khả năng co giãn nhiệt, chống rung, đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân khi có những biến đổi về nhiệt hay địa chất, với chất lượng và thẩm mỹ vượt trội, mang đến tầm nhìn đẹp, góp phần làm nên sự sang trọng, tinh tế cho các căn hộ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan căn hộ 3 phòng ngủ, căn hộ điển hình nhất của dự án Sunshine City Sài Gòn. Có một điều chắc chắn quý vị đang rất quan tâm, đó chính là hệ thống an ninh an toàn của căn hộ. Xin giới thiệu đến quý vị hệ thống cửa chống cháy Portaro, thương hiệu cửa nổi tiếng của châu Âu. Bắt kịp xu hướng của thời đại, ngoài các tính năng như chống cháy, chống khói, chống ồn, chống phá, chống hóa chất, cửa Portaro còn đảm bảo tính năng thẩm mỹ sang trọng hiện đại, đặc biệt để đảm bảo an toàn cao nhất cho cư dân. Căn hộ của Sunshine City Sài Gòn xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, trong đó có cảnh báo cháy và chỉ dẫn thoát nạn đến các cư dân qua ứng dụng di động, rất kịp thời và hữu ích. Khóa cửa Apple mở bằng nhiều hình thức như là vân tay, mật khẩu hoặc dùng thẻ cư dân. Nhưng chắc chắn, dù dùng bằng cách nào thì vẫn tuyệt đối đảm bảo an ninh tối đa. Wow, ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào phòng khách đó chính là không gian rất là hiện đại nè, với màu sắc trang nhã, sang trọng, tạo cho chúng ta một cảm giác rất là thoải mái. Với cách bài trí tinh tế tạo điểm nhấn thị giác, có thể nói Sunshine City Sài Gòn đã đem đến cho gia chủ một không gian sống thật sự hoàn hảo. Đặc biệt với phong cách thiết kế hiện đại mang đậm dấu ấn châu Âu cùng hệ thống Smart Home đẳng cấp bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt chỉ có thể tìm thấy tại đây. Sunshine City Sài Gòn còn được trang bị các ứng dụng công nghệ 4.0 tân tiến hiện đại bậc nhất hiện nay. Hệ thống thiết bị AR Gateway được Sunshine Group liên tục phát triển, cập nhật các phiên bản mới nhất dùng để điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà như đèn, rèm cửa, quạt, TV, loa, điều hòa. Chỉ bằng một nút chạm làm thay đổi đồng loạt không gian theo tùy ý của gia chủ. Đáng chú ý, điểm khác biệt lớn về công nghệ nằm ở chỗ không chỉ dừng lại ở các gói Smart Home với những nút bấm thông thường, mà các căn hộ tại Sunshine City Sài Gòn tiện lợi và thông minh hơn nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc lập trình một kịch bản đã được soạn trước dành riêng cho các thiết bị. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với các căn hộ Smart Home thông thường trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thưa quý vị. Và mới chỉ có chủ đầu tư Sunshine Group là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ ưu việt này cho các căn hộ hạng sang của mình. Với hành trình đó, Sunshine liên tục đổi mới, cải tiến công nghệ ứng dụng hướng tới một căn hộ thực sự thông minh, thân thiện, kết nối mật thiết với cảm xúc, thói quen của chủ nhân. Đây cũng là một trong những ví dụ điển hình cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo
đã và đang được chủ đầu tư Sunshine Group nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ tại các dự án, trong đó có Sunshine City Sài Gòn. Sở thích và thói quen của Phương Linh mỗi khi về đến nhà đó chính là vào bếp và nấu những bữa ăn thật ngon cho gia đình của mình. Thì đây, không gian bếp lý tưởng dành cho bà nội trợ hoàn hảo. Cách bài trí khoa học hài hòa về công năng sử dụng, thiết bị nhà bếp sử dụng các thương hiệu nổi tiếng là những yếu tố tất yếu để mang đến những bữa ăn ngon hoàn hảo. Wow, có một điều rất là thú vị mà Phương Linh vừa phát hiện ra đó chính là ở phía dưới đáy của kệ bếp, những nhà thiết kế của Sunshine Group đã khéo léo đặt những chiếc gờ để ngăn nước chảy xuống sàn. Giống như thiết kế tại các căn hộ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, đây là một chi tiết rất nhỏ, ở vị trí rất ít người để ý, nhưng đã nói lên sự để tâm chăm chút tỉ mỉ của chủ đầu tư nhằm mang đến những gì tốt nhất, tiện nghi nhất cho cư dân. Đặc biệt, thiết kế bàn ăn vừa sang trọng vừa tạo cảm giác ấm cúng cho mỗi bữa ăn của gia đình và chắc chắn mỗi thành viên trong gia đình đều sẽ cảm nhận được sự yêu thương trong những khoảnh khắc như thế này. Nếu chọn thì Phương Linh sẽ chọn ngay căn hộ điển hình 3 phòng ngủ này vì không gian vừa rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo được không gian riêng tư dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Còn một điểm đặc biệt nữa thưa quý vị, đó là hệ thống công tắc điện ở đây rất là thông minh, chỉ cần chạm nhẹ tay là có thể điều khiển được các thiết bị điện, vừa tạo cho chúng ta một cảm giác rất là thoải mái và nhạy bén nữa, và vừa đồng bộ được trên app của smartphone, vừa điều khiển bằng công tắc mà vừa điều khiển từ xa. Không gian phòng ngủ chính là nơi chúng ta nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng. Do đó Phương Linh rất là thích không gian ở đây, tông màu thanh nhã, thoáng mát, hợp phong thủy, mang đến sự nhẹ nhàng, tinh tế. Riêng phòng tắm thì được trang bị các thiết bị đến từ các thương hiệu uy tín nên đảm bảo chất lượng và sự tinh tế. Đặc biệt nhà tắm sử dụng công nghệ thông minh, có thể tự nhận diện sự có mặt của con người để bật sáng đèn và ngược lại. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị vệ sinh cao cấp của thương hiệu Color cùng nhiều chi tiết mạ vàng tinh xảo, tông màu cổ điển, mang đến sự sang trọng tuyệt đối cho không gian nơi này. Quý vị thân mến, Sunshine City Sài Gòn là một dự án có cơ cấu căn hộ khá đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu về diện tích và không gian sinh hoạt. Ngoài căn hộ 3 phòng ngủ, Phương Linh sẽ giới thiệu đến quý vị căn hộ 2 phòng ngủ cũng được chủ đầu tư đặt ngay tại đây để gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng. Lấy cảm hứng từ những phòng nghỉ khách sạn 5 sao sang trọng, đẳng cấp với những gam màu trang nhã, có thể nói đây sẽ là một tổ ấm đúng nghĩa và lý tưởng cho các cá nhân, hộ gia đình ít người. Cách bố trí công năng trong phòng vô cùng gọn gàng và tối ưu để mọi sinh hoạt trong gia đình trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, hai phòng ngủ trong căn hộ được sắp xếp liền kề nhau, tạo sự gần gũi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Cũng như căn hộ 3 phòng ngủ, chắc chắn những ưu thế vượt trội về công nghệ sẽ là điểm nhấn tạo nên sự thời thượng và bắt kịp xu hướng của những căn hộ 2 phòng ngủ dự án Sunshine City Sài Gòn. Thưa quý vị vừa cùng với Phương Linh trải nghiệm thực tế căn hộ mẫu tại dự án Sunshine City Sài Gòn. Bản thân Phương Linh thì cảm thấy rất là hào hứng và muốn sở hữu ngay một căn đẹp như thế này. Đặc biệt, sản phẩm ưu việt về vị trí dự án, nội thất căn hộ và hệ sinh thái công nghệ 4.0 này đang được công bố với một mức giá khá cạnh tranh trên thị trường trong cùng một phân khúc căn hộ cao cấp. Điều này lý giải sức hút của dự án ngay từ khi ra mắt và sau đó đã cháy hàng, trở thành cơn khát thực sự tại thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2018, đầu năm 2019.